Tổng cục khí tượng Ấn Độ mới đây đã quyết định đầu tư vào một hệ thống nhằm củng cố và cải thiện độ chính xác của việc dự báo các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc xoáy, trong nỗ lực đưa ra những cảnh báo sớm và kịp thời để tránh thương vong về người và thiệt hại về tài sản. Tổng cục khí tượng Ấn Độ đang có kế hoạch đầu tư một hệ thống bộ siêu máy tính mới với dữ liệu radar có độ phân giải cao và đài quan sát thời tiết tự động để nâng cấp khả năng dự báo lốc xoáy trong những năm tới. Chúng tôi sẽ đưa vào vận hành một hệ thống có thể cung cấp dự báo về ảnh hưởng của lốc xoáy trước ít nhất 5 ngày. Các thông tin sẽ được cập nhật như đường đi của lốc xoáy, cường độ, thời gian đổ bộ, vị trí đổ bộ, cường độ tại thời điểm đổ bộ và cả các hiện tượng thời tiết bất lợi liên quan như mưa, gió lớn, chiều cường, ngập lụt ven biển. Trước đây vào những năm 1990, Ấn Độ luôn phải đối mặt với những cơn lốc xoáy gây ra hậu quả khủng khiếp, cướp đi sinh mạng của khoảng 10.000 người. Nhưng khoảng 10 năm trở lại đây, số người thiệt mạng đã giảm xuống còn dưới 100 hay dưới 10. Cơ quan dự báo thời tiết Ấn Độ đặt mục tiêu triển khai tổng cộng 62 radar vào năm 2025 và nâng cao sức mạnh tính toán của siêu máy tính. Chính phủ nước này cũng sẽ tăng hơn gấp đôi số lượng đài quan sát thời tiết tự động lên tới 1.000 đài quan sát mới trong 5 năm tới.